Hello guys, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Passion for English. Và hôm nay của mình cùng nhau tiếp diễn series IELTS Rank Test 2. Và mọi người hãy nhớ rằng là cái phần IELTS Rank Test 2 thì nó sẽ ứng dụng cho cả phần bài thi Academic là học thuật và General Training là tổng quát. Vì thế nên là tất cả những kiến thức của mình chia sẻ ở trong cái phần nội dung series này nó đều ứng dụng được cho tất cả các loại bài thi, và nó không chỉ hợp lý là cho IELTS mà nó giúp ích chúng ta rất là nhiều trong cái việc nâng cao cải thiện kiến thức cũng như là phát triển hoặc là cải thiện cái kỹ năng tiếng Anh của mình một cách nói chung. Ok? Và nội dung của bài học hôm nay là gì? Thì hôm nay sẽ cùng nhau học về cái phần đó là các cấu trúc câu để nâng điểm trong phần bài thi essay hay còn gọi là bài thi luận. Đúng nào? Và những cấu trúc câu gì thì sẽ giúp chúng ta nâng điểm hoặc là giúp chúng ta đa dạng các kiểu cấu trúc câu này, giúp mình không bị lọc cấu trúc. Đúng không nào? Thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với một cái phần kiến thức rất là cơ bản. Đó là phần grammar và phần ngữ pháp. Và hy vọng rằng là những cái phần nội dung kiến thức này thì sẽ hữu ích với tất cả mọi người nha. All right, are you ready? We get started into our lecture today. Vậy thì cái phần nội dung hôm nay, các cấu trúc câu, thì chúng ta nhớ rằng là cấu trúc câu nó có ba dạng câu cơ bản. Đó là câu đơn, câu ghép và câu phức. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể nâng cao được cái ban điểm của mình trong phần essay? Thì đó là khi mà chúng ta vận dụng càng nhiều các cấu trúc câu phức tạp như là câu ghép và câu phức thì chúng ta lại càng có thể là dễ dàng ăn điểm, và các cấu trúc câu của mình nó lại càng trở nên đa dạng, phức tạp hơn, đúng nào? Câu đơn nó cũng rất là tốt, tuy nhiên thì tất cả các câu văn trong một bài luận nó luôn luôn được sử dụng ở câu đơn. Nó sẽ không thể nào mà linh hoạt và giúp cho chúng ta diễn đạt được cái ý mà chúng ta mong muốn. Và vì thế nên là nó sẽ không thực sự hiệu quả. Vậy thì chúng ta hãy nên làm sao nhỉ? Kết hợp linh hoạt vận dụng giữa câu đơn, câu ghép và câu phức để mình có thể là đạt được điểm cao nhất và đa dạng các cấu trúc câu khi mà mình viết luận. Có lẽ là những cái bạn nào mà học tiếng Anh từ đầu đến giờ chúng ta đều có thể hình dung được thế nào là câu đơn. Nhưng mà với những bạn nào ít khi học thì chúng ta nhớ rằng là câu đơn á, thì sẽ là cái câu mà nó có một cái bộ phận nòng cốt cơ bản, đó là bao gồm chủ ngữ cộng với lại động từ, đúng nào? Và trong cái câu văn đó chỉ có duy nhất một mệnh đề hoàn chỉnh, đó là chủ ngữ cộng động từ thôi. Nhưng mà với câu ghép và câu phức thì nó sẽ có nhiều hơn một mệnh đề tồn tại xuất hiện. Vậy thì khi nào mình sử dụng câu ghép, khi nào mình sử dụng câu phức, và cách phân biệt giữa câu phức và câu ghép thì mình cần phải hình dung, đó là mình cần phải phân biệt cái khái niệm mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ thuộc, hay còn gọi là independent clause và dependent clause. Thế nào là mệnh đề độc lập và thế nào là mệnh đề phụ thuộc? Thì mệnh đề độc lập mình có thể hình dung đó là mệnh đề có thể đứng được độc lập và tạo thành một câu có ý nghĩa hoàn chỉnh. Đó là a clause in a sentence that could form a complete sentence by itself. Đúng nào? Có thể tạo ra một cái câu văn hoàn chỉnh, a complete sentence by itself. Vậy thì khi nó đứng một mình, một cái mệnh đề bao gồm chủ ngữ và động từ nó đứng một mình thì nó vẫn có cái nét nghĩa hoàn chỉnh. Ví dụ, you should finish your homework, là em nên làm xong bài tập về nhà đi. Vậy thì cái câu này, cái mệnh đề này nó bao gồm chủ ngữ là you, đúng nào, và should finish là verb. Và cái câu văn này chỉ có duy nhất một mệnh đề, và mệnh đề này bao gồm đầy đủ cả chủ ngữ và động từ. Thì đó là mệnh đề độc lập, khi nó đứng một mình thì nó vẫn có một nét nghĩa hoàn chỉnh. Tuy nhiên mệnh đề phụ thuộc, dependent clause, thì nó không thể nào mà tạo thành một câu văn hoàn chỉnh khi mà nó đứng một mình. Đó là một cái mệnh đề nó không thể tạo thành một câu văn hoàn chỉnh khi nó đứng một mình, nhưng nó có thể tạo ra một câu văn hoàn chỉnh khi đi chung với một mệnh đề độc lập. Có nghĩa là một câu văn hoàn chỉnh cả về gọi là ngữ pháp và ngữ nghĩa thì mình cần phải có sự kết hợp của một mệnh đề độc lập, đúng nào, ít nhất một mệnh đề độc lập, và luôn luôn là một mệnh đề độc lập. Nó có thể là một mệnh đề độc lập thì nó tạo thành một câu đơn, đúng nào, hoặc là một mệnh đề độc lập cộng với một mệnh đề phụ thuộc thì nó có thể tạo thành một câu phức, hoặc là một mệnh đề độc lập kết hợp với một mệnh đề độc lập khác, hoặc là kết hợp với nhiều mệnh đề độc lập khác thì nó sẽ tạo nên câu ghép. Ok, ví dụ thế nào là mệnh đề phụ thuộc? Chúng ta hình dung rằng là because you are not a member of our group, vì cậu không phải là thành viên của nhóm này. Vậy thì because you are not a member of our group
nó chính là một mệnh đề phụ thuộc với cái liên từ because và chủ ngữ you cộng với động từ are, đúng không nào? Để khi mà nó đứng một mình thì nó không thể nào tạo ra một câu văn mang nên nghĩa hoàn chỉnh được. Vậy nên nó cần phải có sự kết hợp của một mệnh đề khác, và mệnh đề này sẽ là mệnh đề độc lập, đúng không nào? Mà nó vẫn có thể đứng một mình, vẫn tạo ra một cái nghĩa hoàn chỉnh. Đến đây mọi người có thể phân biệt được câu phức và câu ghép chưa nhỉ? Alright, thì rất là dễ. Mình hy vọng rằng là mọi người có thể nhớ được cái cách mà mình phân biệt, đó là mệnh đề mà nó gọi là mệnh đề độc lập thì nó có thể đứng một mình, đúng không nào? Còn mệnh đề phụ thuộc thì nó bắt buộc phải đi kèm với một mệnh đề độc lập khác. Vậy thì điểm giống và điểm khác giữa câu phức và câu ghép là gì? Điểm giống đó là cả câu phức và câu ghép thì đều có từ hai mệnh đề trở lên, ít nhất là hai mệnh đề, có thể là ba, có thể là bốn, nhưng mà ít nhất phải có sự kết hợp của hai mệnh đề. Tuy nhiên điểm khác biệt đó là với câu ghép thì nó sẽ là sự kết hợp của các mệnh đề độc lập và chúng được liên kết với nhau bởi các cái từ nối như là for, là and, là but, or, yet, or, so. Và các mệnh đề độc lập thì có tầm quan trọng về ý nghĩa ngang nhau, tức là cái tầm quan trọng mà ngang nhau, không có cái mệnh đề nào nó quan trọng hơn cái mệnh đề nào cả. Vậy thì có một cách để chúng ta nhớ dễ hơn những cái liên từ này thì mình có một cái từ, một cái cụm đó là fanboys, đúng không nào? Mình hay nói là đấy. F là for, A là and, đúng không nào? B đó là but, O chính là or, yet, đúng không nào? Y chính là yet và cuối cùng là so, đúng không? Vậy thì với những cái mệnh đề độc lập nó được liên kết với nhau bởi các cái từ nối như thế này thì mình sẽ tạo nên cấu trúc của một câu ghép hoàn chỉnh. Và tất cả các mệnh đề độc lập này thì có tầm quan trọng và ý nghĩa ngang như nhau. Đó, vậy thì khi mà chúng ta tách một cái mệnh đề ra thì nó vẫn có thể tạo thành một cái câu văn độc lập mang nghĩa hoàn chỉnh. Đó, ví dụ này. Helen is good at English, so she wants to become an English teacher. Helen rất là giỏi tiếng Anh, vì thế nên cô mới muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh. Vậy thì đó là một cái câu văn, gọi là câu văn ghép, mà có sự kết hợp của mệnh đề thứ nhất và mệnh đề thứ hai, đúng không nào? Và mệnh đề thứ nhất và mệnh đề thứ hai liên kết với nhau bởi một cái liên từ, đó là liên từ so, để mang cái nghĩa là vì vậy, tức là thể hiện kết quả. Đó nào. Thì khi mà mình có cái liên từ so này thì nó liên kết hai mệnh đề với nhau, và vì thế nên tạo thành một cái câu văn đúng về mặt ngữ pháp, bởi vì chúng ta biết rằng là trong tiếng Anh ấy, một câu văn thì không được phép có nhiều hơn một chủ ngữ và một động từ, trừ khi là nó có sự kết hợp của các liên từ hoặc là những cái từ nối khác, đúng không nào? Đó, vậy thì ở đây có hai, có một cái từ nối là từ nối sâu để liên kết hai mệnh đề với nhau. Vậy thì câu văn này vừa đúng về mặt ngữ pháp, vừa đầy đủ mặt ngữ nghĩa. Chúng ta thấy rằng là lên giỏi tiếng Anh nên cô ấy muốn trở thành giáo viên nổi tiếng, đúng không? Rất là hợp tình hợp lý. Đó, vậy thì đấy là cái câu ghép. Với câu phức thì sao? Thì câu phức nó sẽ bao gồm một mệnh đề độc lập, đúng nào? Và hoặc một hoặc nhiều mệnh đề phụ thuộc để bổ sung ý nghĩa cho mệnh đề độc lập, hay còn gọi là mệnh đề chính. Vậy thì với câu phức nó sẽ bao gồm một mệnh đề độc lập, và mệnh đề độc lập này sẽ giữ cái ý nghĩa chính trong câu. Rồi cùng với đó nó sẽ bao gồm một hoặc nhiều những cái mệnh đề phụ thuộc khác để bổ sung thêm ý nghĩa cho mệnh đề chính. Và khi mà chúng ta tách cái mệnh đề độc lập này ra thì đương nhiên là nó vẫn tạo ra một cái câu văn hoàn chỉnh. Nhưng khi chúng ta tách cái mệnh đề phụ thuộc ra thì cái mệnh đề phụ thuộc đấy nó không thể nào mà đúng một mình được. Ví dụ, although it was raining, we still decided to go outside. Mặc dù là nó đã mưa, đã đang mưa, nhưng mà chúng tôi vẫn quyết định đi ra ngoài. Vậy thì chúng thấy rằng là cái mệnh đề độc lập đó chính là cái mệnh đề chính trong câu we still decided to go out. Đúng nào? Vậy thì rõ ràng là vẫn quyết định đi ra ngoài là mệnh đề độc lập, mệnh đề chính. Còn cái mệnh đề phụ thuộc đó là although it was raining. Mặc dù trời đang mưa, khi tách nó ra để cho nó đứng một mình thì nó sẽ không phải là một câu văn hoàn chỉnh, nó không thể đứng một mình được. Để có một số bạn lại nói rằng là nếu mà mình bỏ cái từ although này đi, đúng không? Thì sao? Thì rõ ràng là nó giống như câu ghép mà, đúng không? Nhưng mà khác biệt nhé. Although là một liên từ, còn so thì nó lại là một
Từ nối, đúng nào, là cái từ mà kết nối giữa hai mệnh đề với nhau, vì thế nên nó khác biệt. Cái mệnh đề phụ thuộc này nó sẽ được tạo thành như thế nào thì chúng ta sẽ học ở cái phần tiếp theo, đó là những cái cách để chúng ta viết câu phúc cũng như là cách tạo ra cái mệnh đề phụ thuộc. Ok, nhưng mà đấy, thời điểm này thì hy vọng rằng là mình có thể dễ dàng phân biệt được sự khác biệt giữa câu ghép và câu phúc với hai cái khái niệm rất là cơ bản, đó là mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ thuộc là mệnh đề không đứng được một mình và nó không thể tạo được một câu văn hoàn chỉnh, vì thế nên nó phải đi chung kết hợp với các cái đại mệnh đề độc lập. Còn mệnh đề độc lập nó hoàn toàn có thể đứng một mình trong một câu văn, tạo ra một cái câu văn hoàn chỉnh. Đó, thì rõ ràng rằng câu đơn sẽ là cái câu mà được tạo ra bởi một cái mệnh đề độc lập, đúng nào? Còn câu ghép sẽ là cái câu văn mà được tạo ra bởi ít nhất là hai mệnh đề độc lập, đúng nào? Có thể là hai, có thể là ba, có thể là bốn, nhưng nó là sự kết hợp của nhiều mệnh đề độc lập với nhau. Còn câu phúc sẽ là câu văn như thế nào nhỉ? Nó sẽ là cái câu văn mà có sự kết hợp giữa mệnh đề độc lập và một hoặc là nhiều mệnh đề phụ thuộc, đúng nào? Thì cái mệnh đề phụ thuộc nó chỉ xuất hiện ở cái câu văn, đó là câu phúc mà thôi. So far so good. That makes sense. Awesome. Rồi, vậy thì chúng ta cùng nhau chuyển đến cái phần thứ hai, đó là cách viết câu phúc. Thì chúng ta biết rằng là với câu đơn này, câu ghép này rất là đơn giản, đó là mình cứ viết hai cái mệnh đề độc lập rồi liên kết chúng với nhau bởi những cái liên từ fanboy rồi mình nhắc mọi người ở bên trên. Nhưng mà với câu phúc thì nó sẽ khó hơn một chút và sẽ phức tạp hơn một chút, bởi vì nó có cái yếu tố đó là mệnh đề phụ thuộc, subordinate clause, và nó được liên kết với nhau bởi các cái liên từ phụ thuộc, subordinator, đúng không? Vậy thì cách để chúng ta tạo ra một cái câu phúc thì nó sẽ có những cái cách sau đây, mình sẽ cùng nhau nghiên cứu và tìm hiểu nhé. Cách thứ nhất đó là sử dụng mệnh đề quan hệ bắt đầu bằng which or that. Nào, thì với một cái câu văn gốc là một cái câu văn loại câu đơn bao gồm một chủ ngữ và một động từ, hay còn gọi là mệnh đề độc lập, thì người ta có thể mở rộng cái câu văn đó ra, mở rộng cái mệnh đề độc lập đó ra bằng cách là kết hợp các cái mệnh đề quan hệ cùng với nhau, và vì thế nên là cái mệnh đề quan hệ đó nó vẫn có đầy đủ chủ ngữ và động từ, nhưng mà nó sẽ không thể nào mà đứng một mình được, đúng là vì nó sẽ trở nên vô nghĩa, vì thế nó gọi là mệnh đề phụ thuộc. Vậy thì chúng ta có hai cái tips sau đây để sử dụng. Đó là tip thứ nhất, đó là dùng what để nhấn mạnh, đúng nào? Thì chúng ta thấy rằng là ví dụ này, what tourists could do is not to course. Đó là làm gì? Vậy chúng ta thấy rằng là đây là một cái mệnh đề mà nó bao gồm chủ ngữ này, động từ, chủ ngữ là tourist và động từ là should do. Nhưng mà có cái sự kết hợp của cái từ what, đúng nào, nó đã đóng vai trò là chủ ngữ của cả cái câu văn to đùng, đúng không? Cái câu văn to đùng, và is not to course chính là một cái động từ to đùng đó. Thì chúng ta thấy rằng là what tourists could do is not to cause damage to the environment but contribute to preserving nature, đúng không? Là không thể nào mà gây ra những cái thiệt hại với môi trường mà phải đóng góp để mà bảo vệ thiên nhiên. Đó, vậy thì dùng cái cấu trúc what để thể hiện sự nhấn mạnh. Và cái tip thứ hai là chúng ta có thể sử dụng từ which, đó là đại từ quan hệ which ở sau dấu phẩy để đưa ra quan điểm nhận xét của mình về cả cái vế câu đúng là đằng trước. Ở cái phần nội dung này thì mình đã hướng dẫn mọi người rất là chi tiết ở trong cái phần cuốn sách, đó là Grammar for IELTS, cái bài giảng đó là bài giảng về đại từ và mệnh đề quan hệ, đúng nào? Mọi người hãy cùng nhau xem lại cái phần gọi là relative clause, là mệnh đề quan hệ, với những cái lưu ý cách cách sử dụng để đại từ quan hệ cũng như là các cái dạng mệnh đề quan hệ khác nhau, đúng nào? Thì mình hãy cố gắng làm sao để chúng ta quay trở lại, chúng ta ôn cái cách để tạo ra mệnh đề quan hệ. Tạo ra một câu văn với mệnh đề quan hệ thì chỉ cần có một câu văn gốc cộng với lại cái mệnh đề quan hệ đó là được. Thì ở đây mình chỉ lấy ví dụ, đó là hai cái trường hợp tiêu biểu mà chúng ta hay viết và hay sử dụng trong văn luận. Đó là một là chúng ta sử dụng which
catch và that để bổ sung thêm ý nghĩa cho phần chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu. Và cách thứ hai đó là sử dụng với lại hai cái tips nho nhỏ, đó là what để nhấn mạnh và which ở sau dấu chấm phẩy, à, do sau dấu phẩy, đúng nào, để bổ sung cái nét nghĩa hoặc là nêu ra quan điểm về cả cái vế câu hoặc là cả cái câu văn hoàn chỉnh đứng ở đằng trước nó. Ví dụ: There is an increasing number of people consuming fast food these days, which causes them to suffer from obesity. Đúng nào? Có một cái khối lượng người càng ngày càng tăng lên là những cái người như thế nào, để chúng ta nhìn thấy rằng là cái người này làm sao tiêu thụ đồ ăn nhanh, người fast food, mình viết tắt ra nhé, tách nó ra nhé. Sorry mọi người, chúng ta chỉ viết tách cái từ fast và từ food ra. Vậy thì chúng ta thấy rằng là thứ nhất đó là có cái mệnh đề quan hệ rút gọn ở dạng verb in, đúng nào, và sau đó lại có cái mệnh đề quan hệ đầy đủ đứng ở đằng sau dấu phẩy để bổ sung thêm ý nghĩa cho toàn bộ những cái câu văn đứng ở đằng trước nó. Cái việc mà có một số lượng lớn những người tăng lên đang tiêu thụ đồ ăn nhanh ngày nay, và cái việc mà càng ngày càng nhiều người tiêu thụ đồ ăn nhanh đó thì làm sao lại gây ra cái việc là họ sẽ phải mắc cái căn bệnh, đó là căn bệnh béo phì, đúng chưa nào. Vậy thì tuy nhiên thay vì chúng ta quen dùng cái cụm đó là rất nhiều bạn hay sử dụng cái cụm là help somebody to do something, là giúp ai đó làm gì, và cụ thể là sau dấu phẩy thì mọi người hay viết là which help somebody to do something, là giúp ai đó làm gì, cái điều đó giúp ai đó làm gì, thì mình có thể paraphrase biến đổi cái cụm help somebody to do something bằng những cái cụm từ khác để mà chúng ta có thể nâng cao cái bend điểm của mình và đa dạng cái cấu trúc câu của mình sử dụng, thay vì lúc nào cũng help, đúng không? Lúc nào cũng could, lúc nào cũng can, thì mình có thể sử dụng đó là những cái cụm sau đây: give somebody something a chance to do something, đúng không? Tức là cho ai đó một cái cơ hội để làm gì, hoặc là which allows somebody to do something, cho phép ai đó làm gì, hoặc là which enables somebody something to do something, đúng không? Cái điều đó thì cho phép ai đó, cho gọi là enable, cho ai đó có khả năng làm gì, đúng không? Cái allow là cho phép, enable là kiểu cho ai đó có quyền năng làm gì, hoặc là mình có thể sử dụng cái từ empower, đúng không? Như kiểu là truyền cái năng lượng giúp cho ai đó có làm được cái gì đó trở thành hiện thực. Thế thì mình sử dụng những cái cụm này sẽ rất là bổ ích cho mình đa dạng cấu trúc sử dụng và cũng có thể tăng được cái bend điểm của mình khi chúng ta viết luận. Và thực ra nó cũng sát nghĩa hơn trong một số trường hợp, mới thay vì lúc nào cũng giúp, đúng không? Giúp thì nó không nói lên được nhiều, nhưng mà giúp là truyền cảm hứng cho ai đó làm gì, thì mình phải dùng từ inspire somebody to do something, truyền cảm hứng, hoặc là cho ai đó cái cơ hội để làm gì, đúng không? Thì là give somebody a chance to do something đó, hoặc là cho phép ai đó làm gì, đúng không? Allow somebody to do something. Nhưng nhớ rằng là sau which, mà cái từ đại từ which này, đại từ quan hệ which mà nó đứng ở đằng sau dấu phẩy ấy, thì mình sẽ phải chia động từ ở số ít. Mọi người thấy không? Gives, causes, allows, enables. Bởi vì là cái từ which này là thay thế cho cả cái mệnh đề đứng ở đằng trước nó. Mà mệnh đề đứng đằng trước thì chỉ có một mệnh đề là số ít, nên mình sẽ phải chia động từ ở số ít. Ok? So far so good. Excellent. Với câu phần thứ hai, đó là mình có thể tạo ra các cái câu phúc bằng việc đó là sử dụng câu điều kiện. Thì chúng ta biết rằng là câu điều kiện thì mình có câu điều kiện loại 0, loại 1, loại 2, loại 3. Câu điều kiện hỗn hợp có sự kết hợp của các cái loại câu điều kiện từ loại 0 đến loại 3. Và cái phần này thì mình đã hướng dẫn đến mọi người rất rất là kỹ ở trong cái series Grammar Files, đó là tổng hợp kiến thức ngữ pháp cho IELTS rồi. Đó là lý do vì sao mà mình ra mắt cái series đó trước khi mà mình hướng dẫn mọi người cái kỹ năng, cái skill đó là viết luận, đúng nào? Bởi vì là mình nhớ rằng tất cả các cái kỹ năng về viết, nghe, nói thì mình đều cần phải có cái gọi là grammar, là ngữ pháp, để cách tạo ra một câu văn, tạo ra một mệnh đề, đúng nào, thì mình mới có thể là nói đúng, viết đúng. Được chưa? Vậy thì chúng ta hãy xem lại cái phần conditionals ở trong cái cuốn sách Grammar for IELTS, cụ thể là cái series mà mình hướng dẫn mọi người, và chúng ta học lại phân biệt câu điều kiện loại 0, loại 1, loại 2, loại 3 và câu điều kiện hỗn hợp. Ở đây thì mình lấy hai cái ví dụ rất là đơn giản, đó là chúng ta thấy câu điều kiện loại 1 đó là có cái mệnh đề điều kiện
chứa if đúng không nào, cộng với chủ ngữ cộng với động từ ở hiện tại, và cái mệnh đề chính hay còn gọi là mệnh đề độc lập thì sẽ là chủ ngữ cộng với lại will, may, can cộng với verb đúng không nào, để thể hiện ra là cái gì nhỉ, một điều có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, tức là cái giả thiết này có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai đó. Vậy thì ngoài cái từ if nó cũng có thể là sử dụng từ unless để thể hiện sự phủ định, hoặc là những cái từ khác mà mang cái nét nghĩa giả thiết tương đương như là as long as, đúng không? Provided that, providing that, vân vân. Thì chúng ta xem lại cái phần kiến thức ngữ pháp ở trong cái series grammar files của mình nha. Vậy thì khi mình muốn chỉ một cái điều kiện mà không có thật ở hiện tại, một cái giả định mà nó không có thật ở hiện tại, mình có thể sử dụng câu đề kiện loại 2, đó là if là cái vế mệnh đề phụ, hay mình còn gọi là mệnh đề điều kiện, hay mình có thể gọi là mệnh đề phụ thuộc đúng không nào. Mệnh đề phụ thuộc có nghĩa là gì, nó không thể nào đứng một mình khi nếu như mà nó không có cái mệnh đề độc lập. Vậy thì mệnh đề độc lập ở đây, mệnh đề độc lập có thể đứng một mình nhưng mà mệnh đề phụ thuộc không thể đứng một mình. Vậy thì khi nó không đứng một mình thì nó phải có sự kết hợp với mệnh đề độc lập. Vậy thì cái mệnh đề giả thiết hay còn gọi là mệnh đề phụ thuộc đó là có if cộng với chủ ngữ cộng với verb chia quá khứ đơn. Còn cái mệnh đề độc lập thì nó sẽ là chủ ngữ cộng would, could, might cộng với verb để thể hiện cái điều không có thật ở hiện tại. Đúng không? Rồi có thể kể lại không, có thể kể lại ba cho mọi người xem lại nhé. Have you got it? Excellent. Rồi, với cái phần thứ ba đó là mình có thể sử dụng những cái liên từ để chỉ cái sự tương phản, đúng nào? Khi mà mình muốn so sánh hai cái vế câu hoặc là hai cái mệnh đề trong cùng một câu văn thì mình có thể sử dụng những cái liên từ mang cái tính chất tương phản đối lập, ví dụ như là while, là whereas, đúng nào? Đó, hoặc là mình muốn nói cái sự phản nghịch trái ngược thì mình cũng phải có những cái liên từ khác, ví dụ là từ although, even though, đúng không nào? Đó, hoặc là though. Đó, hoặc là ngoài ra có những cái từ để nó mang cái tính chất là trái ngược, trạng từ, đúng không nào? Chúng ta có đó là in spite of. Tuy nhiên thì in spite of hoặc là despite thì nó sẽ cộng với lại danh từ, đúng không nào? Hoặc là verb in. Còn although, even though hoặc là why hoặc là whereas, tất cả những cái từ này sẽ cộng với lại một mệnh đề, đúng là một mệnh đề ở đây đó là chủ ngữ cộng với lại động từ hoàn chỉnh, đúng không? Đó thì đó là sự khác biệt. Ví dụ chúng ta nói là gì? While young people are more dynamic and active, their older generations are more likely to be less receptive to the new technology and new ideas, đúng không nào? Để trong khi những người trẻ tuổi thì rất là năng động và sáng tạo, đúng không? Rất là năng động và đổi mới sáng tạo, thì những cái thế hệ lớn tuổi hơn ấy, thì làm sao có khả năng cao rằng là ít, đúng nào? Thì có một cái khả năng cao rằng là be likely, đúng nào? Và sau đó cộng với to verb đó là to be less receptive to new technology and new ideas, có nghĩa là có lẽ là ít, chúng ta có cái từ receptive là mở, cởi mở, đúng nào, cởi mở đón nhận những với những cái công nghệ mới và những ý tưởng mới, thì những cái người lớn tuổi có lẽ là ít cái khả năng là họ sẽ đó cởi mở đón nhận những cái công nghệ mới, đúng là họ không có nhanh nhạy thích ứng được như người trẻ, thì đó là be less receptive to new technology. Chúng ta so sánh những người lớn tuổi và người trẻ tuổi, đúng không? Thì chúng ta có những cái liên từ thể hiện sự tương phản như là while, whereas, although, even though, vân vân. Rồi, sau đó là chúng ta cũng có thể là bắt đầu một cái câu văn bằng cái cụm từ đó là there, be, và sau đó là những cái mệnh đề quan hệ hoặc là những cái mệnh đề quan hệ rút gọn. Mệnh đề quan hệ thì có thể là bắt đầu bởi những cái đại từ như là why, what, which, that, who, whom, đúng không? Nhưng mà có một số những cái trường hợp mà người sử dụng những mệnh đề quan hệ rút gọn bằng cách là sử dụng verb in gerund thì cũng không phải là hiếm, đúng không? Ví dụ như là chúng ta bắt đầu bằng cái chủ ngữ giả là there be, ví dụ there are several underlying reasons why just a few undergrads, undergrads là mình viết tắt, còn mình nói đầy đủ là a few undergraduates apply for science subjects. Có rất là nhiều những cái lý do tiềm ẩn, đúng không nào?
giải thích cho cái việc là vì sao những cái người mà họ học xong cấp 3 bắt đầu vào đại học rất là ít người nộp vào những cái bộ môn khoa học, những cái bộ môn khoa học như là toán, lý, hóa, đúng không? Thì những cái bộ môn đó nó rất là hàn lâm, và lý do một số người, rất là ít người chịu khó tìm hiểu và đào sâu nghiên cứu những cái bộ môn này. Thì chúng ta thấy rằng là chủ ngữ giả là there be, thì cái động từ be to be đó nó sẽ được chia phụ thuộc vào và cái danh từ đứng ở đằng sau nó. Cụ thể cái danh từ ở đây là số nhiều là reasons, thì thế nên là be nó được chia là are đó. Thì mình có thể sử dụng với những cái chủ ngữ giả như là there hoặc là chủ ngữ giả như là it, đúng không? Thì mình sử dụng đó là it cộng với be cộng với tính từ for somebody to do something. Ví dụ, it is crucial for the government to impose stricter policies on emissions. Nó rất là quan trọng với chính phủ. Đó, vậy thì it is crucial. Nên thấy rằng là chủ ngữ giả it cộng với động từ to be is crucial là tính từ. Sau đó là kết hợp với for the government. Rồi to do something là to impose stricter policies. Nó tức là để áp đặt, ban bố những cái bộ luật này nghiêm khắc hơn, và cái việc đó là xả thải, đúng không? Đó là cái cấu trúc chủ ngữ giả it cộng be cộng tính từ for somebody to do something. So far so good. Nếu mà có quá nhanh hoặc quá chậm thì mọi người hãy cố gắng là điều chỉnh cái tốc độ của video để phù hợp với cái khả năng học của mọi người nha. Nếu mà nhanh thì chúng ta tua lại một chút, hoặc là chậm thì chúng ta tăng tốc lên, đúng không? Good job. Và tiếp theo, số 6, chúng ta có thể bắt đầu câu với những cái từ như là with hoặc là without. Now with và without nó có thể cộng với lại một danh từ hoặc là một gerund hoặc là một verb in. Đó. Rồi ví dụ này, with a massive increase in homework, students often spend their time, hoặc là student often must stand. Thì must ở đây thì nó cũng hơi bị gọi là tuyệt đối quá, thì mình chỉ cần nói là students often spend their free time completing their assignments rather than participating in outdoor activities. Đó. Với một cái khối lượng khổng lồ bài tập á, bài tập khổng lồ mà nó càng ngày nó càng tăng lên, thì học sinh hầu như là phải dành hầu hết các cái thời gian rảnh rỗi của họ để mà hoàn thành bài về nhà, thay vì là tham gia vào những cái hoạt động mà ngoài trời, những hoạt động ngoại khóa, đúng không? Đó, vậy thì chúng ta sử dụng bắt đầu câu với with và with that, thì chúng thấy rằng là cái câu văn này nó là một câu phức, bởi vì cái thành phần nòng cốt của câu đó là chủ ngữ students cộng với động từ spend, đúng không? Đó thì đã đầy đủ rồi, nhưng mà sau đó người ta lại có một cái sự kết hợp của mệnh đề, đó là mệnh đề with, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy rằng là with cộng với lại danh từ thì nó cũng không phải là một cái mệnh đề hoàn chỉnh, đúng nào? Thì đó sẽ là một cái câu phức, nhưng nó cũng không phải là một câu đơn, nó lại càng không phải là một câu ghép, đúng chưa? Nó là một câu phức. Rồi một câu phức cũng có thể kết hợp với những cái mệnh đề rút gọn ở dạng verb in. Mình mà nói mọi người là mệnh đề quan hệ rút gọn ở dạng verb in, ví dụ như là forcing students to get extra homework can force. Mệnh đề rút gọn chúng ta thấy rằng là forcing là verb in, là một cái gerund, đúng nào? Forcing somebody to do something, đúng không? Ép ai đó làm gì, thì đây sẽ đóng vai trò là chủ ngữ và động từ của nó sẽ đứng ở đằng sau. Vậy thì cái động từ forcing nó chính là verb in, đúng chưa? Thì có thể để gerund làm chủ ngữ, đúng không? Thì cái gerund này nó kết hợp với lại tân ngữ, rồi sau đó là có những cái từ đằng theo sau đó để bổ sung ý nghĩa cho cái mệnh đề rút gọn này, thì nó có thể đóng vai trò là chủ ngữ. Và cuối cùng đó là số 8, chúng ta có thể bắt đầu câu bằng những cái liên từ để thể hiện rằng là đó là cái nguyên nhân kết quả. Ví dụ như là because hoặc là as, đúng không? Hoặc là since. Đó, thì sau đó nó đều cộng với lại một cái mệnh đề hoàn chỉnh bao gồm chủ ngữ và động từ. Ví dụ chúng ta có as there is no one to remind students to get to class on time. Đúng nào? Bởi vì là không có ai nhắc nhở học sinh đến lớp đúng giờ, thì họ ngày càng là more likely to do something, là ngày càng có xu hướng là trì hoãn cái việc học của họ để theo đuổi những cái gọi là những cái sở thích khác, đúng không? Thì as đóng vai trò là một cái mệnh đề
phụ thuộc, nó đóng vai trò là đưa ra nguyên nhân, bởi vì là không ai nhắc nhở học sinh để mà đến lớp đúng giờ. Và cái mệnh đề độc lập hay còn gọi là mệnh đề chính trong câu đó là they are more likely to put off their studies to pursue their interests, đúng không? Để họ đã có ngày càng có cái nhiều khuynh hướng, cái khả năng rằng họ trì mãn việc học, theo đuổi những cái sở thích đam mê khác đó. Vậy thì với cái mệnh đề phụ thuộc, nó có thể là kết hợp với những cái đại từ quan hệ, có thể là kết hợp với những cái từ để thể hiện cái sự điều kiện như là if, là unless, đúng không nào, as long as hoặc là provided. Nó có thể là những cái liên từ để thể hiện sự tương phản như là while, whereas, có thể là những cái liên từ để thể hiện nguyên nhân kết quả như là because, đúng không nào, since, as, hoặc là nó có thể là bắt đầu bởi những cái chủ ngữ giả như là there, be, hoặc là những cái cấu trúc như là it cộng với tính be cộng tính từ for somebody to do something, vân vân. Thì rõ ràng rằng là cái câu văn nó không phải là chỉ có duy nhất một chủ ngữ và một động từ, mà nó có thể có sự kết hợp của nhiều chủ ngữ, nhiều động từ liên kết với nhau bởi những cái liên từ và những cái đại từ quan hệ hoặc là những cái trạng từ khác, đúng không? Thì chúng ta biết rằng là đó sẽ là cái cách tạo ra các cấu phức, và đó cũng là cái cách để mình có thể đa dạng cấu trúc trong một bài văn, cụ thể là bài luận, phần essay, IELTS Writing Test 2, khi mà chúng ta linh hoạt kết hợp các cái dạng cấu trúc câu cơ bản, câu đơn, câu ghép và câu phức. Đúng nào, thì câu đơn sẽ là một mệnh đề độc lập, câu ghép sẽ là sự kết hợp của từ hai mệnh đề độc lập trở lên, và câu phức là sự kết hợp của một mệnh đề độc lập và một hoặc nhiều mệnh đề phụ thuộc. Thì khi đó cái bài văn của mình nó vừa linh hoạt, nó vừa uyển chuyển hơn, nó lại vừa đa dạng cấu trúc, và chắc chắn rằng là mình sẽ không bao giờ bị lặp cấu trúc. Từ đó cái đen điểm của mình ngày càng đa dạng hơn, và cụ thể là cái phần grammatical range accuracy chiếm 25% số điểm bài luận của mình, chúng ta sẽ đạt được điểm tuyệt đối. Ok. Awesome. And that's the end of our lecture today. Thank you so much for watching. And if you have any comments, please feel free to note them down below. And see you next video. Goodbye and have fun.